Chúng ta của 8 năm sau, Lâm dằn mặt Lão Khiêm khi dám giở trò với Dương. Một cú đấm thẳng vào mặt Lão Khiêm khiến hắn ngã nhào xuống đất rồi lồm cồm bò dậy. Mày dám à? Lâm chỉ thẳng tay vào mặt hắn. Tranh thủ còn chút thời gian, hãy về ăn món gì ngon nhất đi, kẻo vào tù không còn cơ hội. Khiêm đưa tay chùi máu bên mồm rồi nhếch mép. Mày tưởng rằng tao mới chỉ sờ vào người con bé Dương kia một tí mà đã có thể dễ dàng đưa tao vào tù thế hay sao? Loại bẩn thỉu như ông tôi không thèm chấp. Nhưng ông nghĩ sao nếu như tôi nộp những chứng cứ sai phạm của công ty ông lên cơ quan chức năng? Dương bất ngờ xuất hiện khiến Tích Khiêm giật mình. Mua chuộc quan chức, lãnh đạo để trúng thầu các dự án, lập các dự án ma để huy động đầu tư. Tôi còn chưa kể, ông chính là người đã ăn cắp bản thiết kế của tôi, đã từng dùng thủ đoạn để đẩy bố tôi vào tù. Từng này đã đủ cho ông bóc lịch chục năm chưa? Dương gần giọng lên. Sao cô biết được? Lão Khiêm lắp bắp. Ông quên rằng tôi là nhân viên cấp dưới của ông à? Ông quên rằng chỉ vì muốn lợi dụng tôi mà ông đã thường xuyên gọi tôi lên phòng để gặp riêng à? Dương mỉm cười. Tôi xin cô, mọi việc chúng ta đều có cách để thương lượng. Hắn chạy đến trước mặt Dương. Dương vung tay lên tát thẳng vào mặt hắn. Cái tát này là tôi dành cho cái tội giết cụ như ông. Còn lại mọi việc chúng ta sẽ gặp nhau tại tòa án. Dương, Lâm quay người bước đi, để lại tên Khiêm đầy hoảng sợ lo lắng. Cuối cùng cháy nhà mới ra mặt chuột. Tên Khiêm không hề đơn giản, là một kẻ như cái danh ban đầu của hắn. Hắn từ một kẻ tiểu nhân bị ổi, đã từng bị vợ con ruồng bỏ. Hắn như một con thú dê già. Khi thấy Dương xinh đẹp, hắn đã cao tay xuống nước rồi mời Dương về công ty mình làm việc. Và rồi là những lợi dụng đụng chạm cơ thể Dương, hắn thường xuyên gọi Dương lên phòng làm việc tán tỉnh, gạ tình, nhưng đều gặp phải sự phản kháng của cô. Trong quá trình này, Dương cũng nhận thấy bản chất thực sự của hắn. Chính hắn đã có một âm mưu lớn hơn, và cũng chính là kẻ thù năm xưa đã đẩy bố Quảng vào tù. Dương đã phát hiện ra những chứng cứ sai phạm và tội lỗi của hắn. Và để rồi, trong một hôm, lúc mà Dương đang ở lại công ty để làm việc một mình, tên Khiêm đã xuất hiện rồi bắt đầu giở trò sàm sỡ. May mắn thay, trong giây phút hiểm nguy đó, Lâm lại xuất hiện đúng lúc tám vỡ mặt Lão Khiêm và cứu Dương thoát nạn. Và giờ đây thì Lão Khiêm đã phải đền tội.